Trung Cộng đang bị ngập lụt, tin tổng hợp. Mưa to đã làm nhiều nơi trong vùng Tây Nam của Trung Cộng bị lũ lụt gây mất điện, đường giao thông bị cắt đứt. Huyện Nam Xuyên của thành phố Trùng Khánh đã nhận được trên 305mm nước mưa trong 3 ngày qua. Đây là trận mưa lớn nhất từ ngày Trung Cộng biết lưu giữ tài liệu thời tiết. Đài CCTV nói rằng đây là trận lụt lớn nhất chưa từng có ở Nam Xuyên trong vòng thời gian 100 năm qua. Mưa to đã gây ra nhiều vụ sạt lở đất, làm nhiều con đường bị đất lở che phủ, cắt đứt giao thông. Một dân làng nói rằng ông ta đã 73 tuổi và trong đời chưa từng thấy bị lũ lụt như thế này. Từng hòa xã cho biết là có 2 người trong huyện Nam Xuyên bị mất tích, 32 căn nhà bị sụp đổ. Mưa to cũng đã tàn phá tỉnh Quý Châu, làm ít nhất 9 người bị thiệt mạng và 11 người khác bị mất tích.